đâu đây? Đấy, chịu đau luôn em, chịu đau bắn snipe đó, nếu anh em tự tin nha. Đó, chịu đau bắn snipe đó luôn. À, kia chạy qua nè, kia chạy qua nè, kia chạy qua cú nè, xé chuẩn là ăn luôn nè. 200m nè em. Trời ơi, hai viên đầu, xong. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Thần Điêm Đốc, thì tiếp tục series hướng dẫn anh em cày khung chí tôm, cày răng chí tôm season 19. Thì đây, hôm nay có mấy trận thế này, thì đâu mua khi mà răng nó còn thấp anh em. Đây, nóc 1 nè, thì rất là dễ để mình cày kill cũng như là triển khai tấn công ở mọi cấp độ luôn. À, đại công ngu đẩy lẻ gì cũng vậy đó. Đây là những trận đầu mùa, còn những trận vừa rồi thì đang trong cái top server nó rất gắt đó, nên là khi đó mình sẽ ít, rất ít kill. Còn bây giờ là những trận đầu mùa, anh em xem thế nào nha. Hoặc là anh em răng thấp á, anh em đang răng thấp á, thì anh em nên bắn thế này. Khi mà anh em chưa vô top 10.000 á, thì anh em có thể bắn thế này nha. Anh em coi mình bắn nha. Đấy, thì anh em nhớ like, subscribe cái kênh này của mình nha. Đấy, sắp tới sẽ có nhiều clip rất hay cho anh em. Anh em nhớ like video và subscribe cái kênh của mình nha. Ôi, ở dưới chợ nó có người nè, nhưng mà chưa biết mấy thằng, nên là mình cứ núp vô đây, mình báo cho đồng đội, mình cứ kê thôi anh em. Khi mình chưa thấy địch thì em cứ kê thôi, từ từ bắn nó, không cần phải vội nha. Thấy em thấy không, thấy nó di chuyển không trong chợ? Nào ai dụ boss thôi em ơi. Thì anh em bắn khu nào anh em sẽ quen khu đó, đợi anh em nóc hay đẩy, cứ bình tĩnh thôi anh em. Mình đang đi lẻ, trừ khi mình đi 2-2 á thì mình tự tin. Nóc con thằng bên đường. Indo nè, Indo là nó sẽ biết chơi anh em, liên server Indo Thái Lan, Malai. Vẫn còn một thằng nha, không biết chạy đâu đâu. Ok. Watch out. Đấy, đồng đội báo phía sau có một thằng nè, nhưng mà chưa biết nó ở đâu. Chạy một thằng sang trái nó lút. Cứ đợi anh em, cứ bình tĩnh thôi, nó chưa biết mình ở đây. Nắp tiếp nè. Gạt một. Bên đường không? Bên đường có hai hay sao mà nó sẽ móc được mà. Đây là hai thằng bên này ném sang. Ơi, nghe tiếng chân nè, gần nè. Mark the location. Ok, em cứ ngồi im mà chơi thằng đấy, còn một thằng này thôi. Ok. Ấy. Gần chơi với nó bên kia đi em. Anh nó bên. Rồi, nóc. Ôi, thằng này bắn với gái rồi. Đồ, đồ. Gạt. Jojo Mali, thằng chí tốt 1-2. Vậy là còn mấy? Nghĩa. Chưa, mới gạt thôi. Watch out. Một thằng nữa. Ok, vậy một thằng nữa thì mình cứ bình tĩnh thôi anh em. Bơm máu đầy đủ xong đẩy luôn. Tại còn một thằng thôi à. Gạt 1, gạt 2 rồi, nóc 1 bên đường rồi. Không dám cứu á. Đó, giờ đẩy nè anh em. Đồng đội đã quan sát kỹ rồi, nên cứ đẩy thoải mái. Đó, có đồng đội báo thì rất dễ. Ui, xe về. Ui, xe tới nè, xe tới vô nhà, vô nhà. Trong nhà này. Tìm khác tới, đẩy nhà trước đi. Xong rồi nè. Thấy chưa? Anh em thấy không? Đẩy lúc nào cũng 2-3 người á. Nếu mà còn lẻ. Gạt 1. Nóc nè. Có khoảng 3 thằng thôi, không có 4. Anh gạt 1 rồi. Ok, qua luôn. Đây nó ở watch out. Anh em thấy không? Đồng đội mình thì ở trên nóc rồi, mà quan sát được. Thì giờ mình cứ đẩy thôi, mở cánh các kiểu luôn. Xây đó, xây đó, xây ai, xây ai, xây đó bên kia. Phải có đội báo mới tin tưởng được nha anh em. Đó, có người báo vị trí. Nóc tiếp một. Nè, Indo tiếp nè. Nóc một bên kia đường. Watch out. Thấy luôn rồi nè. Watch out. Nóc tiếp. Còn một thôi em. Ok. Gạt. Này là gạt nha anh em. Watch out. Trước mặt nè. Watch out. Mark the location. Vẫn còn. Tự nè. Có xe sau. Nét ra. Nó rồi đó. Nó. Ui vô nè. Vô nè. Đừng có tham kêu mấy pha đó nha anh em. Mình đang chống, mình đi lẻ nữa. Nó mà nóc mình là nó chỉ có gạt thôi. Đấy, cái bờ tường thì nó gạt dễ lắm. Nên là mình cứ cẩn thận thôi, đừng có tham kêu. Tại vì trừ điểm rất nhiều, còn cộng điểm rất là ít. Nổ xe đi luôn. Nên anh em bắn cẩn thận thôi. Đó, giữ điểm lại. Nam thấy sấy nổ rồi quả xe. Anh em phải kiếm cấp 1 nhiều nha. Và giữ điểm đừng để bị bắt lẻ.
gạt sớm là lúc đó anh em còn điểm hoài à, còn anh em bị gạt sớm là trừ rất nhiều và khó kiếm lại điểm thôi. Nè chiếc xe nè, chiếc xe phải nè, ơ nằm à, nằm à, nằm chơi nằm bạn, nằm hả bưởi. À, anh em thấy không, lúc nào phải đi chung xe, mình cứ đi chung xe mà xử lý phản ứng nó dễ hơn. Đi bộ đây có thính bắn nè, bên tiếp bên kia cơ, xa bên đồ kia đô cơ. Anh em di chuyển á, anh em nhớ là đậu xe xa tí nha, đậu xe xa tí, giờ anh em ám sát lại khoảng chừng 100m á, chứ anh em đậu gần quá thì nó nghe tiếng xa, lúc đó nó phòng thủ rồi. Lúc đó mình sẽ khó bắt lẻ nó lắm, nên là anh em cứ đậu xe khoảng chừng 100m thì nó sẽ không biết mình đâu, tại nó đang tập trung phía trước mà. Đi nè, đi nè, đi nè, đi nè. Ui, ngon, 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 ngon anh em ơi. Thơm quá, thơm luôn. Làm gì? Làm gì mà sống được? Nè thấy không? Nó bắn thính xong nó đâu biết mình đâu. Mà mấy xe này anh em nên đi siêu xe cái map Miramar nha, đi siêu xe. Chứ đi mấy xe này chậm chậm là nó xây cả một. Đâu thêm không? Cứ khói ra, cứ khói ra nè anh em. Thịnh nha, thịnh, đáng nói thịnh. Có nhiều khói giữa đường mà, đâu có bách cúp đâu nên anh em phải càng khói càng nhiều càng tốt. Đó, xong vô bo. Trái, đang đi đi. Biết, ngoài bo. Ok, đồng đội báo có người nè, từ từ. Trước mặt nhau, trước mặt đợi đồng đội bơm máu xong đi nè, bơm máu bơm nước. Coi bên kho có không, mà chạy qua nó xảy nữa. Trước mặt bo luôn kìa. Ok, đợi tí nha, qua nè anh em. Ôi trước mặt, trước mặt. Chơi luôn, chơi luôn, có một thằng à, có một thằng à. Ui bên kho có, lùi, lấy bách cúp anh em. Bên kho có nha. Sau. Có xe em đi. Còn thế. Ui. Xuống, hai team. Được. Khói ra, cứu cái. Ở mình cứu đi, tình. Để anh em thấy khói không? Khói nó sẽ che lại hai hướng luôn. Anh em phải có khói, anh em mới cứu được, không bị gạt. Rồi xong, giờ đẩy qua đường nè. Mình ngoài bo, phải canh đẩy qua đường sớm. Không lắc nó kê bo là khỏi vô. Sao lưng còn nha, còn kho còn. Mình đẩy một hướng thôi. Ok. Đẩy bên này với anh này. Đấy, giờ mình đẩy hai rồi nha. Mình đẩy hai nè, hai người hướng. Đẩy một hướng thôi nè, đừng quan tâm hàng sau nữa. Ôi, gạt ngột nè. Lê, ba viên anh em à, đang gài đạn. Phải. Giờ quay lại phải nè. Lắc đòi à. Ở không. Mark the location. Ngay đây, đi vào thử. Đấy, anh em thấy không? Mình chạy lấy bách cúp nè, cái gốc cây nè. Lợn có nóc thì bò vô gốc cây. Còn giờ có thấy có 1, 2 giờ, mình cứ đẩy 2, 3 lên. Nó hai người, mình đẩy ba người. Đó, lợi thế liền cái gì. Đó, còn không muốn ẩu á thì nắm cứ nét lên xong rồi đẩy. Đó, chưa biết nó ở cái hộp nào thì cứ lửa trước đi nè, lửa nét qua xong đẩy lên nè. Đấy em thấy không, mình đẩy ba đó, đẩy ba đẩy bốn mà ba người đó mà vẫn nóc thấy chưa, nên là phải cẩn thận khỏi ra. Đâu biết nói đâu. Rồi còn team cuối cùng thôi. Bắn vô bo bắn gắt lắm anh em à. Mấy bo cuối phải đủ người. Anh em thấy không? Như pha đó mà mình mất người á, mình đâu có giữ là được vị trí quan trọng đâu. Bắn là sẽ dễ bị gạt lắm. Nên là anh em bắn cứ giữ người là được, đừng có đi ẩu, di chuyển ẩu là được. Ui. Rồi. À tí nữa anh em. À, tự tin đồng đội kế bên, nhưng mà cái pha này mà mình nóc là gạt luôn à. Cũng giống như mình gạt nó thôi. Quan sát kỹ anh em, đó, tập phản xạ thôi, như cái pha đó phản xạ thôi. Anh em phản xạ tốt thì anh em mới dám đẩy lẻ thôi. Với lại anh em coi tình hình địch coi nó bắn hay hay bắn gà nha. Đó, cái trận nào bắn hay là anh em thấy giết nhiều người.
rồi, cuối cuối cuối. Watch out. Ok. Đấy, lê xong. À, xong một trận đó, những trận đầu mùa anh em bắn kiếm kêu cày KD rất là ok. Đầu mùa mình tới 6-7 chấm KD lận, bắn trận nào cũng được mười mấy kêu á, trận nào mà gãy thì nó trừ kêu lại. Đấy thì anh em cứ đầu mùa anh em nhảy chỗ đông đông anh em bắn thôi, như San Martin nè, Bicodo nè. Đấy còn mấy khu xa xa đôi khi nó lại nhiều team hơn anh em à. À, anh em nhảy vô mà không quen á là nó dễ bị gạt lắm. Đây nhà quảng cáo có người nè. Mark the location. Ok thấy luôn. Cứ kê nó nè. Chưa cần block vội. Một đầu một người nữa không? Đấy thôi bỏ nó đi. Chứ giờ mình chưa có giáp, chưa mũ gì hết. Chơi nó lắc nó bế đi nè. Lúc đồ xong chơi đó. Đấy cũng xịn nè, mà 4 nè. Mà 4 level 5 nè anh em. Đẩy qua đi. 6 luôn nè. Yếu vai luôn. Ok đẩy qua nè. Watch out. À, đẩy nha, đẩy hai nè anh em, hai người đẩy nè. Ui tầng 1 còn nè. Tầng 1 tầng 1 rồi. Tầng 1. Ok nha. Từ. Ừ. Ôi. Qua nhà xanh, nhà xanh, không sao cứu được. Ok qua cũ anh em. Nhà xanh bên dãy bên phải thịnh ấy. Pha này anh em phải chạy nhanh nha, chạy vô cái công nè, lỡ nó có sấy nó vô công được. Chủ quan quá, đăng ký cái thằng kia chạy lên trên nhà. Qua cú đi đẩy nè. Đó, cú xong rồi đẩy. Từ, quan sát trước. Không, anh em thấy nóc không? Thấy em đội nóc, mình nóc toàn núp vô cách cúp không à. Nóc nè, giờ đẩy nè. Ôi, trước mặt. Đây, trước mặt. Ngáo à. Bạn đó kiếm. Kiếm muốn lúc về mà lúc gì vậy? Đây vô. Nóc quảng cáo rồi, qua đường được nè. Ở nghe tiếng chân này, nghe tiếng chân. Qua đây. Chứ mà. Mấy này ngáo à. Đấy thì tùy theo mức độ răng của anh em thôi. Đầu mùa khi mà mình răng thấp á thì nó ghép chung rất là nhiều. Đó, nên là anh em bắn cũng dễ thở hơn là mấy cái răng mà cạo cao mà vô top khoảng chừng điệp nhà 3000 trở lên là nó gắt cực gắt luôn. Đấy. Anh em cứ lúc xong anh em đi chung. Anh em đi chung xe thôi. Và cái map Mirama này anh em nên đi siêu xe nha. Tại vì vận tốc siêu xe rất là nhanh. Cho dù 4-3-4 thằng nó sấy nhưng mà nó sấy không tốt á nó cũng sẽ không nổ xe đâu. Đó, anh em cứ phóng đi thôi. Ở nên là cứ đi siêu xe. Nhưng mà đưa cho người biết lái nha anh em. Chứ vấp ổ gà một cái là đi luôn á. Watch out. Đây nè. Đây đỏ có. Mark the location. Watch out. Xíu nè. Đó, anh em nhớ like cái video này nha anh em. Nhớ like nha. Nó hoàn toàn miễn phí anh em à. Anh em nhớ like, subscribe kênh nha. Anh em mà chưa đăng ký nhớ đăng ký. Mình sẽ up video 19:30 hàng ngày. Nếu không bị trễ nha. Đấy. Chạy thì cỡ 8 giờ, ok anh em. Giờ đẩy nè. Đó, bắn thấy nó lùi về nhà thi đấu. Ui. Con boss hả gì vậy? Thấy lùi về mình đẩy liền, mình ép liền. Ui. Ghê vậy. Nó chưa được nó. Con. Thử. Cứu cái nha. Kìa có nè. Tôi đang bên đây cơ mà. Từ cứu xong đẩy nè. Cứ từ từ. Giữa đường đấy cơ mà. Nó muốn đẩy nó thì phải khói qua đường. Chứ giờ mình đẩy ẩu là dễ bị gạt lắm. Cứ khói nhiều ra nè. Tại vì mình bắn nó xong rồi. Watch out. UMB hả mày. Hai thằng này nha. Trên đây nha. Dạ hình quá, xém bị gẹt anh em. Đó, canh thằng bên trái nhưng mà còn bên phải, bên hai thằng lận. Ui. Chị ơi. Casino có nè. Team khác đằng sau rồi. Ui, team khác tới nữa anh em ơi. Ui, đông. Khói ra nha, khói nét ra. Nó đẩy luôn rồi.
Để sau nhà anh đi đây. Đấy, khỏi nét kìa. Em biết mình đây nó đẩy luôn anh em. Này team khác nè. Có đi đẩy không nhỉ? Đẩy đi đâu có không? Anh. Đi đâu có mà. Đẩy bên trên hai thằng mà. Một thằng nhảy rồi. Lên 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 lên. Ui nó lửa 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 chạy anh em ơi. Bò 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 bò. Hay. Mày thế. Ui nó dí em ơi, nó dí. Cu. Ờ nó dí anh em à. Đấp. Đừng mà nó dí kìa anh em. Mẹ bà đó. Cuối thôi. Ờ khói chạy về anh em ơi. Dí nhà này nhanh lên nha. Chạy cẩn thận nha. Khói chạy về. Đó anh em đợi khói lên chạy về nha. Chứ đừng có chạy sớm quá. Sống rồi anh em ơi. Sống rồi. Ờ thế nè anh em. Bắn đã kẹp mấy tim luôn. Tao chạy được đấy, tao bịt hết rồi đấy, chạy về đi. Nam quan sát anh em, từ từ cover cho ông đội chạy về nữa. Giờ mấy tim ở đây. Bắn thì xong rồi để dồn lại bo. Watch out. Ấy, cover cho ông đội chạy nè. Chạy sớm đẩy lên, to à, nó dí rồi qua phải nè, dí góc nở vậy tìm. Chạy ra xe nè, núp sau xe. Giống mình ở anh em rồi, núp sau xe chạy về. Thật quá, trên đồi có nữa hết chưa. Bo về đây mà. Ơ, đi lo anh em chết thằng khoái hả. Ừ. Trên đồi có nữa. Giờ phải đẩy thôi, đẩy gần chứ anh em à. Ủa bút ghi tới. Đẩy luôn team này, Anh em bật góc nhà thứ nhất lên, đẩy, kê tâm. Ui bơm lỗi luôn, hai trái, chưa vô nhà. Nét hay khói. Rồi lên luôn anh ơi, khói. Điện kêu nè. Thằng tay lo bị bắn chết rồi. Ồ, dễ lia rồi. Bị thằng bên kia bắn chết rồi. Ờ, đâu rồi? Ghê vậy. Ghê vậy. Thì nó không cứu được thằng này đúng không? Thằng này. Nó ở đâu rồi ta? Thấy luôn. Ở cái cửa sổ đó thế. Sổ nào? Nó vừa đứng ở cái cửa sổ nó bắn đấy. À, thấy rồi. Đây. Cho nó một viên rồi xong. Này thì. Ơ lên luôn. Và nồi lia luôn em. Thằng ăn viên mà hay tư viên ca lia luôn. Này thì dí đập đội nãy giờ. Nãy viên cơ đô nè. Ở nhà hay đấu nè. Ơ leo nóc à. Leo nóc đẩy luôn anh ơi. Nóc rồi. Ôi trước mặt. Nóc hàng rào, nóc hai rồi. Nam. Gạt nha. Đẩy vô nhà luôn. Lên. Có cái đụm mờ nó nằm. Bên đây còn. Đó, đứng im luôn. Hết hồn. Từ nha. Cứu xong rồi. Qua nè. Bị bom vây. Bang đã bị bom vây. Lê. Đấy anh em thấy không? Đẩy tổng lực lên. Đó, bom vây các kiểu luôn, các ngõ hẻm luôn. Nhìn mà, còn team Việt Nam không anh em thấy không? Xác định được team nào địch bắn thế nào mình cứ đẩy thoải mái. Còn mà gặp mấy team gắt thì anh em đẩy là gãy thôi. Mark the location. Nè, tao có nè. Có núi rồi anh em. Bây giờ còn đông lắm, bo nhỏ mà còn 19 thằng anh em kiếm cái chỗ cao á, anh em quan sát được hết. Watch out. Thấy nè. Watch out. Ui dưới nhà bắn nó rồi. Xe rừng. Máu cái nha, máu cái. Lên luôn, đẩy đội chứ.
hay 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 hay. Ui bên phải có nữa nè. Nóc. Một tin bốn đang đẩy lên cho em này. Ok quay về quay về quay về quay về. Xuống em ơi. Nó đẩy ra cái tin thằng đầu tiên nó ấy. Ok. Watch out. Nghe nè. Trời ơi ngon. À bắn gì như cốp rồi anh em. À, các kiểu luôn. Ui ghê vậy. Mở cánh này. Ghê. Ơ lê luôn à. Lê luôn hả? Phải rồi. À, vậy mà lia luôn. Giờ còn mấy khu nhà nè, nãy bắn mình nè. À thế à? Đâu? Tầng 2. Ồ, nấp vô rồi, nấp vô. Enemies ahead. Đấy, bin lên. Đâu đây? Đấy, chịu đau luôn em, chịu đau bắn snip nó, nếu anh em tự tin nha. Đó, chịu đau bắn snip nó luôn. À, kia chạy qua nè, kia chạy qua nè, kia chạy qua cứu nè, xáy chuẩn là ăn luôn nè. 200m nè. Trời ơi, hai viên đầu, xong. Hai viên đầu. Ơ phê. Chán quá nhỉ, bắn chát được cái mẹ gì này. Anh cho thằng đấy 2-3 viên. Hai viên đầu. Anh em bắn hai viên đầu. Hết. Anh em phải bắn dễ không? Nhưng mà cực căng đó nha. Anh em phải bắn, anh em răng cao, anh em bắn tập trung vô á, anh em mới cày răng á, anh em mới thấy được rất là căng luôn. Nó bất vi trước mặt nè. Vì mình sấy không nóc là mình bị gạt ngay. Trời ơi nó mà cuối cùng cũng được một kill ạ. Vậy là à, đúng con phượng luôn. Lạng lách đánh võng. Nghĩ mà buồn. Ghê thiệt. Con phượng chỉ sang đá bóng thôi chứ đỡ không cho được ở trong game. Còn cuối luôn. Ngon. Ôi quay quá, hay hai kill luôn, ghê hai kill đó, bắn phê thiệt anh em à. Bắn đầu mùa là thế đó, anh em nhớ khi mà anh em dưới top 10.000 á, anh em cứ đẩy mạnh lên, nhưng mà phải đẩy chung đồng đội nha, chứ không được đẩy lẻ nha, đẩy lẻ dễ bị gạt lắm. À, bây giờ trận này sẽ nhảy Evo vô. Đấy, Evo vô, nhà của mình mà, về chơi thôi anh em. Mỗi một team ở bên nhà thi đấu. Ui, vòng tròn có nè, vòng tròn có nè. Hai team quan sát kỹ nha anh em, đừng ẩu ẩu rồi chơi gạt đấy. Bọn nó biết mình có súng thôi. Ôi vòng tròn bắn em. Gạt bot. Vòng tròn nha. Bắt đầu ơi, lên đây. Mày gạt con bot. Mạng mình rồi, còn này mà. Gà con boss cao hả mày? Bởi đây liền. Về anh em, về. Về với đồng đội liền, chứ đừng đi lẻ nha. Nhiều pha đó bắt lẻ lắm. Ôi. Nóc tuốt trên cao luôn. Ok luôn. Về cứu đồng đội liền. Biết chơi đấy. U đầu. Tao nhìn bọn 5 tầng đây bên thi đấu đó. Win 94 này thì win 94. Ừ, rớt thì lại bò xuống thôi. Cú liền, cú xong về đẩy nó tiếp. Cho cái máu nè, cho băng đạn nè. Đấy, đầu game chưa có nhiều đồ anh em. Nên là cứ nhặt được cái gì cứ nhặt. Lơ, nhanh lơ. Thấy nè. Chạy qua nè. Ôi, nó cầm được thằng nào ta? Mark the location. Qua luôn nha, qua luôn. Nó chạy qua nó cú á. Nào, muốn sang 5 tầng người ta. Đẩy nè. Ui khó ra anh em, mình đẩy qua đường trống lắm, chỗ này trống cực trống luôn, nóc lỡ gạt thôi nên anh em cứ lựa vị trí nào đi vô nhà nha. Hay còn máu to không, dám còn lửa đây khỏi giờ đẩy nè. Cứ khói gì nhiều vậy, cứu đi cứu đẩy đi đẩy anh em. Ở khói lên cứ đẩy nha, khói lên đẩy nè. Không. Ui, trong nhà có người nè, trong nhà.
Trong nhà còn. Bắn thằng giáo trước em. Trong nhà hai thằng. Nét qua từ đẩy anh. Đẩy luôn, ép luôn. Trước mặt đó nó chạy về đây rồi nè. Watch out. Đúng rồi, trước mặt thịt kìa. Ok. Đây pha này anh em nhớ quan sát đây, đồng đội nha. Anh em nhìn đồng đội ở đâu mình hãy đẩy. Chứ đẩy trước là nó gạt dáng chịu á. Giờ nét nè, nét nó xong đẩy nè. Rồi đẩy luôn. Để ý nó cung lên nha. Đẩy phải luôn. Ôi, trong hùng công hay gì anh ơi? Nãy nó ở đây mà. Watch out. Vừa nãy thấy nó. Hết đâu, còn anh, còn. Nào anh bắn bây giờ lên kill rồi. Nãy còn tiếng chân ở đây nè. Một thôi. Nè. Đây trước mặt. Không. Hết đâu. Cái thằng này nãy nó nóc anh nè. Ủa nhưng mà sao nó không cứu ta? Đồng đội nó nóc ngay đây mà. Còn trong nhà. Trong nhà, chưa biết tầng mấy nha. Chưa nghe. Chú quan sát anh em. Chưa nghe rồi đâu cả. Đây để dụ nó nha. Bây giờ mình dụ nó nè. Còn thằng thôi. Chưa biết nó đâu. Dụ cho biết vị trí nó mới đẩy được. Chứ đẩy lẻ nó, mình không có kê đúng tâm á sẽ gạt. Ok. Ôi. Xuống đi, tầng 3. Tầng mấy? Tầng 3. Watch out. Đây, ngay chỗ bên luôn. Rồi xong, lê. Rồi, Việt Nam, vô nhà của mình là thấy xong rồi. Quế đi ngay. Chưa nghe. Em thấy không, bắn phải tập trung theo đồng đội. Đồng đội báo sao phải nghe vậy. Tại vì người quan sát bên kia sẽ thấy rõ hơn. Con người. Đồ đông anh em ơi, hai team đang bắn nhau. Tiểu An à. Hai team đang bắn nhau, đừng có lao vô anh em. Chưa biết nó nóc mấy thằng đâu. Nó đang bắn nhau. 5 tầng nè. Chứ lên đây kê nó thôi. Kê ăn 4 anh em. Việc nhẹ lương cao. Đấy, từ từ quan sát thôi, đẩy xuống, vụ nóc xong đẩy xuống, đâu muộn đâu. Giữ điểm. Ủa, thấy lù anh em à. Thấy lù rồi. Úi, sau lưng. Nóc nè. Hên quá. Lên luôn. Kê. Dạ. Ây da, xây ghê quá. Đi cái đồ. Ui, ghê. Đẩy luôn, đẩy trước mặt, đẩy trên đồi trước. Đấy, nằm xấy người ta, bị nó móc lớp sau lưng mà nó nảy gà. Ủa thằng luôn. Đấy. Lê à? Thằng nhà luôn. Ở đây anh em à, lấy xe ở đây nè. Bên nó phòng bên nào? Đây. Phòng bên này thì... Mark the location. 500m nha, 500m. Đấy, hãy sấy tao nè, giờ sấy lại. Thì 600m luôn nè. Thôi bỏ, vô bò chơi nó sao. Lấy xe chơi bò. Có người đến đây, sao vậy? Ok luôn. Bên đi. Mark the location. Đấy, bên đó có người. Mình chạy thấp xuống anh em. Đây có xe nè. Xe vô nè. 400m anh em. Biết xe được không? 300, 350. Sắp nổ rồi. Trời ơi, ngon lia luôn à. Lia. Ôi, đây. Chạy bộ nè. Chuẩn bị xe nè. Xa quá. Phúc rồi. Ở đây có cái mép đồi rồi. Về, lấy xe đẩy vô bò trước anh em à. Bò vô đẩy bò trước. Đừng quan tâm đó. Nó chiếm bò trước rồi. Phải đẩy vô luôn. Watch out. Đấy, có một thằng ngay đây. Đẩy qua nhà kế bên. Watch out. Còn quan sát cho nó mấy thằng rồi đẩy luôn. Sao? Nó bắn ra to đâu rồi. Đấy, quan sát coi mấy thằng rồi đẩy. Tiên đưa 3. Tao cho bờ gà. Ủa sao không nghe thấy tiếng hút gì ở bên quảng cáo ta? À thì nóc kìa. Nó chạy tới đây. Mark the location. Trên đây. Nét quá, nét dũng hoang hả? Mark the location. Đứng ngay đây luôn. Ui. Đổi vậy. Ôi bên nhà kế bên. Nhà kế bên có nha. Nhà kế bên có nè.
Mark the location. Ui, cái đầm bên. Đó, bên nhà quảng cáo nó bắn qua. Bắn chéo qua. Đây có 6 ngay nha. Coi nha. Trên núi có nữa. Đang bên vàng muốn tạo Mark the location. Trên núi có nha, trên núi có. Một viên rồi. Tầng thì được cái thằng này đi. Ok luôn, phải đẩy cái này anh em. Đẩy cái này, này đây lẻ à. Lên luôn nè. Anh em nghe con có rút nét không nha? Alo, rút nét là phải đứng lại. Alo alo. Alo alo. Chạy à? Ủa? Ừ? Chạy đâu rồi? Đâu rồi? Tầng 3, tầng 3. Dưới đất, dưới đất. Nó nhảy rồi, nó nhảy rồi. Tầng nhà này. Ôi. Cướp xe. Xe à? Mày cướp xe. Nút đồ đó nè, khỏi ra nè nè. Đó bên kia có, trên núi có, lên cứ khỏi ra nè. Ôi có ốp luôn kìa, ghê 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 ghê. Cái bọn nhà quảng cáo này nó sang kia. Này. Ôi, tiếng kia bắn nó nè. Chạo đầu nó. Tóc nhà. Đúng ra. Nãy. Trời té núi chết luôn. Té cầu thang chết, té lầu chết. Đi anh em à. Đó, giờ mình ngoài bo nè. Giờ cảm tử anh em à. Giờ ngoài bo, hai người kê xong hai người đẩy. Đi. Đó, anh em phải báo đội kê nha. Không là nó sấy rụng á. Cái điện đùi ra nha. Ôi. Ôi. Hay quá. Nóc màu rồi. Rồi, nằm ở đây. Ok, chơi luôn. Nóc 2. Đi ơi. Còn 2, nét lên. Trong khu nhà có. Có, trong nhà vàng một tầng. Trước mặt, từ từ. Mark the location. Từ từ nha. Khói rồi nè, nét qua. Nét là đẩy anh em. Thằng bây giờ lên đôi rồi.